Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 211 Nói rồi, phía sau có một tên sai vặt mang lên một bao lớn, tần hoàn liếc nhìn, bên trong có khoảng mười mấy cuốn sách y học, tất cả đều cũ kỹ và ố vàng, rõ ràng là sách cổ. Khiến Tần Hoàn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nàng nhớ lần trước Nhạc Thanh đã hứa tặng nàng sách y học, nhưng nàng đã từ chối. Cuối cùng, những cuốn sách này vẫn được gửi tới, tuy nhiên, không như mong muốn ban đầu. Dù không có tình cảm với Nhạc Thanh, nhưng làm người khác khó chịu cũng không tốt. Tần Hoàn thở dài trong lòng nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười nói, "Cảm ơn nhị ca, những cuốn sách này muội sẽ chăm chỉ nghiên cứu." Nhạc Thanh thở phào, ánh mắt cố tỏ ra sáng sủa nhưng chưa kịp nói thêm gì, nhạc ngưng đã kéo tần hoàn lại, tứ muội gọi tỷ tỷ đi, rồi ta sẽ tặng ngươi lễ vật. Giọng nhạc ngưng mạnh mẽ, một tay ôm vai tần hoàn như nam nhi. Nghe nàng nói, mọi người đều cười, công chúa cũng cười mắng, học ở đâu ra cái thói phỉ khí này. Nhạc ngưng lấy ra một chiếc tụ tiễn cực kỳ tinh xào từ trong tay áo, gọi hay không? Tần Hoàn cười không ngớt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi, gọi gọi hảo tỷ tỷ ngài hãy tặng lễ vật cho muội muội đi tần hoàn nhẹ nhàng nói lòng giấy lên một tầng cảm giác dùng mình nhưng thấy nhạc ngưng cười vui vẻ nàng chỉ có thể dở khóc giờ cười thở dài nhạc ngưng hài lòng tặng ngươi lát nữa ta sẽ dạy ngươi sử dụng mang theo người để phòng thân giang thị bất đắc dĩ lắc đầu đại ca ngươi và nhị ca tặng toàn vật văn nhã ngươi lại tặng binh khí sắc bén thật là Hoác Hoài Tín vội nói, hầu ra trong phủ đều là anh hùng, ngay cả quận chúa cũng không thua kém Nam Nhi. Nhạc ngưng hài lòng với lời này, không để ý đến lời giang thị, công chúa cũng không thấy có gì sai, mọi người vui vẻ vào tiệc, nhưng Tần Hoàn cảm thấy thiếu vắng yến Chỉ, không tiện hỏi, chỉ thấy hôm nay tiệc tùng vui vẻ nhưng thiếu một điều gì đó. Vào tiệc, Tần Hoàn kính rượu công chúa và mọi người, hoác hoài tín vừa khen nàng vừa nói người bị bắt trở lại lại khai thêm một chỗ nhắc đến một phó tướng đóng quân ở phía tây điện hạ đã khởi hành đêm qua đi bắt người không biết hôm nay có trở về được không công chúa nghe vậy hư một tiếng hắn chỉ sợ về làm ta không vui lời này không rõ ràng nhưng hoác hoài tín nghe mà lo sợ không nói rõ yến trì đã đề nghị việc thu nhận nghĩa nữ hắn chỉ cảm thấy mình đã làm việc tốt nhưng sau đó mới nhận ra đã bị lợi dụng Hoác hoài tín mặt nóng ruột gan, nghĩ đến Yến Trì, càng suy nghĩ, chẳng lẽ công chúa đã biết? Công chúa không cho ai cơ hội hỏi, chuyển chủ đề, Tần Hoàn cũng không để tâm, chỉ vui vẻ cùng mọi người. Sau bữa tiệc, nàng cùng công chúa đến lúc trời không còn sớm mới chuẩn bị rời đi. Lâm Thị có cơ hội nói chuyện với Giang Thị, lúc rời đi cũng cảm thấy có chút vinh dự. Trên đường về, Lâm Thị nhìn hộp gỗ đen trong tay Tần Hoàn. Không biết công chúa tặng cái gì. Hoàn Nhi không mở ra xem sao, chắc chắn là vật dụng tâm. Tần Hoàn biết ý của Lâm thị, tuy thấy vô lễ nhưng cũng tò mò, mà đồ công chúa tặng chắc chắn không phải vật tầm thường, nàng mở hộp ra. Trong hộp là một chồng giấy, Tần Hoàn chớp mắt, nghĩ là ngân phiếu, nhưng nhìn kỹ thì thấy đó là một tờ khế ước nhà đất ở kinh thành, dưới đó còn nhiều tờ khác, nàng mở tiếp thì thấy đều là khế ước nhà đất tần hoàn đậy hộp lại giá trị còn hơn cả một hộp ngân phiếu lâm thị thấy khế ước muốn nhìn tiếp nhưng tần hoàn đóng hộp lại không xem tần hoàn cười ánh sáng chỗ này không tốt về nhà rồi xem lâm thị biết lý do cũng không nói thêm chỉ nắm chặt tay áo lòng đầy ghen tuông hầu phủ tặng tần hoàn cả nhà ở kinh thành không gì sánh được lâm thị nghĩ đến tần tương của mình ngực đau thắt suốt đường về không nói lời nào đến phủ, vội vàng xuống xe không quay đầu lại. Tần Hoàn coi như không thấy, nhưng Tần Lệ thì đi cùng nàng đến tận cổng viện, trước khi rời đi, than thở, thấy hầu phủ đối xử tốt với cửu muội nhị ca an tâm. Đêm đã xuống, Đinh Lan Huyền đã bật đèn, Tần Lệ thở dài rời đi. Tần Hoàn vào sân, vãn hạnh chờ ở cửa, đưa nàng vào phòng, phục linh đốt đèn, mặt mừng rỡ, tiểu thư, mấy thứ này đặt đâu? Đem vào phòng, tất cả đều phải mang theo. Phục Linh làm theo, Tần Hoàn vô thức đi về phòng, nhưng đến cửa thì dừng lại, trong phòng vốn trống, lại có người. Tần Hoàn không sợ, định thần, rồi nhìn quanh, điện hạ vào bằng cách nào? Điện hạ vào bằng cách nào? Tần Hoàn nhìn quanh, giọng bình tĩnh, "Yến chỉ chỉ cửa chính, từ đó vào, lần trước ngươi mời ta, ta liền tự ý ở đây chờ ngươi." Tần Hoàn nhướng mày, hắn dám vào bằng cửa chính? Nghĩ vậy, Tần Hoàn không khỏi lắc đầu, Yến Trì võ công cao cường, trong viện chỉ có vãn hành, không ai biết, nàng nhìn Yến Trì, điện hạ vào nhà dân trái phép, vi phạm pháp luật. Yến Trì đứng ung dung, thần thái như xưa, áo và giày dính đầy bùn đất, hoác hoài tín nói hắn đi phía tây đóng quân bắt người. Yến Trì tiến lên hai bước, nếu có lý do. Tần Hoàn hơi ngửa đầu nhìn Yến Trì, lý do gì? Tặng lễ vật thế nào? yến chỉ nhìn xuống tần hoàn tay nâng lên trong lòng bàn tay rơi xuống một thẻ lệnh tần hoàn nhìn thẻ lệnh thấy thẻ đen có chữ yến bằng vàng góc phải có chữ nhỏ rưỡi, là thẻ lệnh của thụy thân vương phù tần hoàn cau mày điện hà có ý gì yến chỉ đưa thẻ lệnh cho tần hoàn nói đây là lễ vật hôm nay cho ngươi điện hà tại sao tặng ta lễ vật tần hoàn ngạc nhiên nhìn yến chỉ hắn không cần lễ vật Yến chỉ cười, ngươi biết công chúa là hoàng tộc, ta gọi nàng là cô, ngươi là cháu của công chúa, chẳng phải cũng có quan hệ với ta. Tần Hoàn nghe vậy thấy vô lý, nhìn thể lệnh không dám nhận, thứ nhất, điện hạ không cần tặng lễ vật, thứ hai, lễ vật này quá quý giá, Tần Hoàn không dám nhận. Yến chỉ cười, giọng nói dầu có từ tính làm Tần Hoàn dùng mình. Yến chỉ chỉ cười không nói, nhìn Tần Hoàn lâu, nàng lùi một bước, điện hạ thật sự không cần tặng lễ vật. Đây là để ngươi phòng thân. Yến trì nói nhẹ nhàng. Tần hoàn ngạc nhiên, nhìn thể lệnh, quận chúa tặng tụ tiễn có thể phòng thân, nhưng thể lệnh này. Làm sao phòng thân, hay là có cơ quan? Yến trì cười, quận chúa tặng ngươi tụ tiễn để phòng phỉ, nhưng gặp quan phỉ thì sao? Tần hoàn chớp mắt, nghĩ không tới, nhưng lần này người đón ta là thế tử trung dũng hầu phủ chắc không gặp quan phỉ. Yến chỉ nghe lời này cười, ngươi nói tần diễm của Trung Dũng hầu phủ. Tần Hoàn gật đầu, Yến chỉ đưa thẻ lệnh tới gần hơn, tin ta, thẻ lệnh hữu dụng hơn hắn. Tần Hoàn nghĩ ngợi, thẻ lệnh này của Duệ Vương Phủ, cho ta thật không hợp. Yến chỉ cười, ngươi nghĩ quá nghiêm trọng, thẻ lệnh này chỉ là một trong những thẻ của Bạch Phong bọn họ, thẻ lệnh ra, đại diện ngươi có quan hệ với Duệ Vương Phủ dân phỉ không nhận ra, nhưng quan phỉ không dám làm bậy, ngươi đi một tháng, gặp phong tuyết chậm trễ, mùa đông phía bắc nhiều lưu dân, có cả quan phỉ hôn, đây là bùa hộ mệnh cho ngươi. Tần Hoàn nghe đáy lòng gật đầu, biết phía bắc mùa đông gian nan, nhiều lưu dân, nhưng không phải lý do nhận lễ vật. Tần Hoàn lắc đầu, vẫn không thể, điện hạ lần này ngôn ngữ coi như báo cho, ta đã cảnh giác, điện hạ không cần lo lắng, ta sẽ tự chu toàn. Yến chỉ nhướng mày, thật sự không cần. Tần Hoàn gật đầu, vô công bất thụ lộc, lễ vật này quá quý giá. Tiểu thư, đều phóng, a. À. Phục Linh từ nội thất ra, thấy Yến Trì đứng bên Tần Hoàn, buổi tối, lúc vào phòng tối om, thời gian ngắn, Yến Trì từ đâu tới. Phục Linh kinh ngạc, sợ hãi Yến Trì, cúi đầu, điện điện. Điện hả? Yến Trì nhìn Phục Linh, ngươi lại đây. Phục Linh ngạc nhiên, Ngẩng đầu nhìn Yến Trì, xác định Yến Trì nhìn mình, cẩn thận tiến tới, Yến Trì đưa thẻ lệnh cho Phục Linh, "Đây là cho tiểu thư của ngươi, giữ kỹ, mất là trách nhiệm của ngươi." "Điện hạ?" Tần Hoàn Định ngăn lại, nhưng Phục Linh cúi đầu nhận lấy. Tần Hoàn nắm tay Phục Linh, lấy lại thẻ lệnh đưa cho Yến Trì, "Điện hạ, vật này thật không thể nhận." Yến Trì lùi một bước, nhìn Phục Linh, "Ta nói gì nhớ không?" Phục Linh không hiểu tình huống sợ hãi tần hoàn nhưng sợ yến chỉ hơn theo bản năng nói nhanh giữ kỹ nếu mất là trách nhiệm của nô tỳ yến chỉ hài lòng nhìn tần hoàn ta chỉ hy vọng ngươi không cần dùng nhưng gặp phiền toái không do dự tần hoàn nhấp môi điện hạ tần hoàn vẫn bất an đây là đồ của thủy thân vương phủ nàng sợ mang theo sẽ gây phiền phức cho yến Trì. yến chỉ thở dài mặt mệt mỏi xoay người nhìn quanh chỉ phía trước cửa sổ tối nay cho ta mượn giường một chút. Tần Hoàn sửng sốt, Điện Hạ muốn làm gì? Yến chỉ kéo cổ áo, sáng mai phải đi phía tây, phó tướng kia chạy, lần này không bắt được người, phải ba ngày mới về, lúc đó người đã đi rồi. Tần Hoàn dùng mình, Điện Hạ này lại là... Hà tất, chưa nói, Yến chỉ đã ngồi xuống giường, giường vốn là nơi Tần Hoàn nghỉ ngơi, nhìn vẻ mệt mỏi của Yến chỉ. Nàng bất đắc dĩ, điện hạ sao không về hầu phủ? Yến chỉ vỗ bụi đất trên quần áo, về đó tốn nhiều thời gian, họ không biết ta về, nếu về lúc nửa đêm, không tránh khỏi làm phiền. chương 212 Yến chỉ khẽ nhíu mày, liếc nhìn tần hoàn, thế nào? Không giữ được. Trên mặt Yến chỉ vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút trầm tư, như thể chỉ cần tần hoàn không đáp lại, hắn sẽ thất vọng. Tần hoàn nhìn hắn, rồi nhìn ra ngoài trời, nghĩ rằng không ai biết hắn đã vào đây bèn cắn răng nói điện hạ có thể ở lại chỉ là yến chỉ dường như mệt mỏi đến cực độ như đang chờ đợi lời này từ tần hoàn ngay khi tần hoàn vừa nói ở lại yến chỉ liền nắm lấy bản án và đẩy nó sang một bên trong khoảnh khắc toàn bộ khi thế trên người hắn tan biến thân hình mệt mỏi dựa vào tường người yên tâm nhất định ta sẽ không để ai biết cũng sẽ không bước ra khỏi phòng này nửa bước tần hoàn khẽ nhíu mày nàng tự nhiên tin lời hắn nhìn vẻ mệt mỏi của yến trì tần hoàn thở dài điều này vốn không hợp lý nhưng nàng lại không nói lời từ chối thay vào đó nàng nhìn phục linh đi lấy chăn và gối đầu đến rồi quay sang yến trì điện hạ cần rửa mặt trải đâu cần dùng bữa không nghe vậy yến trì ngồi dậy giơ tay mở cổ áo tần hoàn lập tức mở to mắt theo bản năng quay người đi Yến chỉ dường như cười khẽ, không cần cơm, cũng không cần rửa sạch. Ba ngày nay ta không chập mắt, ở đây nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải về. Khi đang nói chuyện, Phục Linh đã mang chăn gấm và gối đầu đến, nhưng lại không dám tiến lên, chỉ đứng trước mặt Tần Hoàn. Tần Hoàn nhìn nàng một cái, nhận lấy chăn và gối, nhanh chóng đặt lên ghế dài. Sau đó, nàng không nói thêm lời nào, không thèm nhìn Yến chỉ một lần, quay người đi ra cửa. Phục Linh nhanh chóng chạy ra ngoài trước, sau đó đóng cửa lại. Người bảo trọng trên đường. Cánh cửa khép lại, Tần Hoàn chỉ nghe câu cuối cùng, nàng đáp lại ân. Một tiếng, rồi đi về phía chính sảnh, đi được vài bước, nàng quay đầu lại, thấy trong phòng không có động tĩnh gì. Tần Hoàn kìm nén cảm giác muốn nghe lén ngoài cửa, cắn môi trở về nội thất, thấy Phục Linh đứng đó với vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu thư Thế tử Điện hạ là chủ tử của ngươi hay ta mới là chủ tử của ngươi? Tần Hoàn cảm thấy lệnh bài trong tay có chút nặng nề, nhưng dường như nó mang theo chút ấm áp của Yến Trì. Nàng thở dài, ngồi xuống mép giường, nhìn Phục Linh tức giận. Phục Linh với vẻ mặt đau khổ tiến lên, "Tiểu thư, không phải là nô tỳ tự ý quyết định, thật sự là, thật sự là Thế tử Điện hạ rất đáng sợ, nô tỳ nhát gan, nô tỳ sợ Thế tử Điện hạ." Phục Linh ngồi xổm bên cạnh Tần Hoàn, ngửa đầu than thở, chỉ thiếu nước quỳ trước mặt nàng, tiểu thư, hiện tại thế tử Điện Hạ còn ngủ ở noãn các, chúng ta phải làm sao đây, nếu chuyện này bị lộ ra, danh dự của tiểu thư khó mà giữ được. Tần Hoàn nhíu mày, nhìn Phục Linh không biết nói gì. Nàng không nên giữ yến chỉ lại, nhưng không hiểu sao lại không từ chối. Giữ hắn lại sẽ dễ dàng gây rắc rối, nhưng giờ hắn đã ở đây, chẳng lẽ bây giờ đuổi hắn ra ngoài? Tần Hoàn nắm chặt lệnh bài trong tay, nhíu mày càng sâu, người đi bảo vãn hạnh chú ý bên ngoài, nếu có người đến, hãy ngăn họ lại trước rồi báo cho ta. Sau đó, người đi nghe ngóng tình hình trong noãn các. Phục Linh co rốt người lại, nô tỳ không dám. Tần Hoàn thở dài, Phục Linh sao lại coi yến trì như thú dữ, để nàng tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến nàng trước, thật là không được. Tần Hoàn trợn mắt, người có đi hay không? thấy tần hoàn hiếm khi giận dữ phục linh vội vàng đứng dậy nô tỳ đi nô tỳ đi ngay phục linh nói xong bước nhanh ra ngoài tần hoàn cúi nhìn lệnh bài trong tay lòng có chút xúc động nhưng cũng lo lắng bất an yến chỉ mệt mỏi trở về chỉ để tặng lễ vật cho nàng lệnh bài này khác biệt có chữ yến to lớn rõ ràng là vật của hoàng gia nếu nàng giữ trên người thật sự là trói mắt tần hoàn nghĩ tốt nhất là sáng sớm mai trả lại lệnh bài cho Yến Trì. Tiểu thư, Phục Linh nhanh chóng quay lại, tiểu thư, nô tỳ đã bảo vãn hạnh, sau đó nghe ngóng trong noãn các nhưng không có động tĩnh gì. Phục Linh nói một hồi lâu, thật ra chỉ là một chút thời gian. Nghe vậy, thần hoàn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, thở dài, rửa mặt trải đầu, rồi chúng ta nghỉ ngơi. Phục Linh lên tiếng, lập tức hầu hạ Tần Hoàn, nhưng vẫn còn lo lắng, noãn các không xa nơi này. Tần Hoàn đang thoa mặt nạ, nghe vậy quay đầu nghi ngờ nhìn nàng, người nghĩ thế tử điện hạ sẽ nửa đêm mò vào phòng chúng ta sao? Phục Linh bị Tần Hoàn nói thẳng thì không khỏi hậm hực, Tần Hoàn cười bất đắc dĩ, lắc đầu nằm xuống mép dương. Phục Linh lẩm bẩm, dù sao điện hạ cũng là nam tử. Tần Hoàn giả vờ không nghe thấy lời Phục Linh, chậm rãi nhắm mắt. Yến Trì là nam tử, không chỉ không phải là người xấu, còn là người có tài năng, dẫn dắt sóc Tây quân đánh bại kẻ thù ở biên giới. Hắn làm sao có thể vì nữ sắc mà gây rối việc? Tần Hoàn nhắm mắt, không còn chút lo lắng nào, ngược lại còn cảm thấy an tâm khi có một chiến thần võ công cao cường ở trong viện. Phục Linh thấy vậy, đành tắt đèn và lui ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, dù trong lòng an bình, nhưng Tần Hoàn không thể ngủ được. Nàng sở tay dưới gối, lấy ra lệnh bài của Thụy Thân Vương Phù. Yến Trì đã nói rằng đây là lệnh bài Bạch Phong dùng, nó chứng minh nàng có quan hệ với Thụy Thân Vương Phù. Trong lòng Tần Hoàn dâng lên những cảm xúc phức tạp, những đau khổ trong hai tháng qua dường như tan biến. Nàng phải về kinh, hầu phủ chấp nhận nàng làm nghĩa nữ, Yến Trì lại cho nàng lệnh bài phòng thân. Trong hầu phủ, Tần Lệ cũng đối xử với nàng rất tốt. Trong lòng Tần Hoàn cảm thấy ấm áp và hài hòa. Nàng biết rằng sau khi sống lại từ cái chết, nàng không chỉ có nhiệm vụ báo thù mà còn phải trân trọng những người đối xử tốt với nàng. Nghĩ đến Yến Trì, ba đêm không ngủ, còn phải trở về xa như vậy để đưa nàng lệnh bài này. Tần Hoàn nắm chặt lệnh bài trong tay, lòng tràn đầy niềm vui ấm áp. Tần Hoàn không biết mình đã ngủ như thế nào, chỉ biết giấc ngủ này rất sâu. Khi mở mắt, lệnh bài vẫn nằm trong tay nàng. Tần Hoàn chớp mắt cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhưng khi quay đầu nhìn thấy gì đó, nàng lập tức nhíu mày. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, dường như nàng đã ngủ quên. Huống hồ, Yến Trì còn ở trong noãn các của nàng. Tần Hoàn giật mình ngồi dậy, vừa sốc man giường, đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài viện. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng, Phục Linh đột nhiên chạy đến, tiểu thư, thế tử tới tần hoàn nhíu mày lập tức hiểu phục linh đang nói ai hắn tới làm gì tần hoàn dừng lại lắng nghe quả nhiên nghe thấy giọng tần diễm bên ngoài phục linh vội vàng nói không biết hắn đột nhiên tới vãn hạnh nói ngươi còn chưa dậy hắn nói sẽ chờ trong sân nô tỳ không biết làm gì nên mới đến gọi tiểu thư tần hoàn không quan tâm đến tần diễm chỉ hỏi nhỏ điện hạ đâu phục linh lo lắng nô tỳ chưa đi xem Tần Hoàn không nhìn ra ngoài, quay người đi về phía ngoãn các. Tiếng nói trong viện càng lúc càng lớn, dường như Tần Diễm đã vào trong. Lòng Tần Hoàn nóng như lửa đốt, sợ rằng Tần Diễm sẽ xông vào nhà hoặc gặp phải Yến Trì. Kéo kẹt, một tiếng, Tần Hoàn đẩy cửa ngoãn các. Cửa vừa mở ra Tần Hoàn nhìn vào ngoãn các trống rỗng, lòng cũng trống rỗng theo. Ngoãn các không có ai, chăn gấm và gối đầu được đặt gọn gàng, Án Kỳ trở lại chỗ cũ. Cửa sổ đều được khóa từ bên trong, không có dấu vết gì của người ngoài. Tần Hoàn đứng ở cửa, giật mình hồi phục lại tinh thần. Yến Trì đã đi, không biết đi lúc nào. Điện Hạ đã đi rồi, Nô Tỳ cũng không biết khi nào Điện Hạ đi. Phục Linh kinh ngạc, rồi thở phào nhẹ nhõm, lần này không ai biết Điện Hạ đã tới. Tần Hoàn gật đầu, trong viện đã nghe thấy tiếng Tần Diễm ở hành lang. Tần Hoàn hít một hơi, lấy lại bình tĩnh và đi về phía cửa chính. Ngoài cửa, Tần Diễm đang nói, nghe nói Cửu muội trước đây không ở sân này. Vãn Hành ngơ ngác, chỉ cung kính nói, khi nô tỳ đến, tiểu thư đã ở đây. Tần Diễm nhìn lướt qua Vãn Hành, thấy bộ dạng khí chất đều tầm thường, nghĩ chỉ là tiểu nô nên không quan tâm lắm, chỉ nói, nghe nói trước đây nơi ở của Cửu muội rất tệ. Vãn Hạnh khoanh tay trước ngực, cúi đầu có vẻ kính sợ tần diễm nhưng cũng hơi ngu ngơ tần diễm tự nhiên không nói nhiều với một tiểu nô không hỏi được điều muốn biết thì im lặng đang lúc nhàm chán cánh cửa bỗng mở ra tần diễm xoay người thấy cửa chính mở tần hoàn mặc váy dài màu lam thiêu hoa đứng thẳng trong cửa nhìn tần diễm cúi đầu hành lễ gặp tam ca cửu muội tỉnh dậy rồi tần diễm cười tươi có phải tam ca làm phiền giấc ngủ của muội không Tần Hoàn nghiêng người mời, không đâu, giờ này cũng nên dậy rồi, Tam ca mau vào. Tần Diễm bước vào, nhìn quanh đánh giá cách bài trí trong phòng, gật đầu, viện này thật phong nhã, bố trí trong phòng cũng hợp với khí chất của muội. Tần Hoàn cười, khi đến đây sân đã như vậy, ta không am hiểu việc này, cũng không muốn sửa. Tam ca, mời bên này, chỗ ta không có trà ngon, mong Tam ca đừng chê. Tần Diễm cười lớn, đi theo tần hoàn vào noãn các. Trong noãn các, chăn gấm và gối đầu đã biến mất, chỉ còn lại một chỗ ngồi phong nhã. Tần Diễm vừa ngồi xuống, Phục Linh mang trà tới. Tần Diễm nhìn Phục Linh, đây là Phục Linh phải không? Phục Linh đặt trà xuống, quỳ gối chào, bái kiến thế tử, nô tỳ chính là Phục Linh. Tần Diễm gật đầu, cảm thán, thật là không dễ dàng, người vẫn theo tiểu thư nhà ngươi, nhiều năm vậy mà chăm sóc nàng tốt khi trở về kinh thành, sẽ được thưởng lớn. Phục Linh vội nói, đây là bổn phận của nô tỳ. Tần Diễm càng hài lòng, nâng cầm, tốt, ngươi rất tốt, đứng lên đi, ta muốn trò chuyện với tiểu thư nhà ngươi. Phục Linh lúc này mới đứng dậy, đứng qua một bên, Tần Diễm nói với Tần Hoàn, chưa chúc mừng cử muội nhận nghĩa mẫu nghĩa phu Tần Hoàn biết Tần Diễm đã biết chuyện này, liền dịu dàng cười, đa tạ tam ca tất cả đều nhờ hầu gia và phu nhân quý mến. Trước đây, thiếp cứu thái trưởng công chúa trong tình huống tình cờ, nên được nhận làm nghĩa nữ. Tần Diễm cầm nắp trà, nhẹ nhàng khuấy nước trà, trước đây biết nhị thúc thích đọc y thư, nhưng không biết cửu muội cũng có y thuật cao như vậy, trong thời gian ngắn đã có danh tiếng tiểu y tiên ở Cẩm Châu Thành. Tần Hoàn lắc đầu cười, đều là tin đồn thôi, chủ yếu là thiếp chữa bệnh cho thái trưởng công chúa tần diễm ngước mắt ánh mắt ôn hòa năm đó ở kinh thành sao không thấy cửu muội lộ kỹ tần hoàn mỉm cười lúc đó thiếp vừa mất cha mẹ chưa phục hồi tinh thần lại hơn nữa thiếp cảm thấy mình là con gái nhà tần không nên giống nữ y đi chữa bệnh cho người khác nên mới không lộ kỹ tần diễm nghe vậy không thể phản bác trong hầu môn có phủ y nếu nặng có thể thỉnh ngự y lúc đó tần hoàn còn quá nhỏ giữ gìn thân phận nên không tùy tiện đi chữa bệnh cho người khác tần diễm gật đầu tỏ vẻ hiểu hỏi tiếp vậy sao sau này cửu muội thay đổi tâm tư tần hoàn nheo mắt tam ca đến mấy ngày chắc cũng biết thiếp từng bị lạc đi tần diễm vốn muốn hỏi việc này không ngờ tần hoàn lại nhắc lên trước hắn gật đầu tần hoàn tiếp tục nói sau lần đó thiếp bị thương đầu có vài việc nhớ không rõ nhưng cảm giác gần chết thì không thể quên Ban đầu thiếp không biết chuyện đó là như thế nào, nhưng không muốn trải qua lần nữa, nên muốn thay đổi. Tần Hoàn thở nhẹ, cứu thái trưởng công chúa chỉ là tình cờ, nhưng khi thấy mình có thể cứu người, trong lòng thiếp rất thỏa mãn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 213. Tần Diễm lộ vẻ thương tiếc, thì ra là ngươi trải qua khổ sở nên mới thay đổi tính tình, nhưng ta thật sự thấy ngươi từ trước đã rất tốt rồi. Nhớ khi ở kinh thành Người còn ngoan hơn cả Vũ Nhi. Tần Hoàn cúi mắt cười nhạt, cha mẹ ta mất sớm, ta làm nghề y cũng là để tích phúc đức, có lẽ là phụ thân và mẫu thân trên trời phù hộ, giúp ta đọc sách, học được những điều đó, thật sự có thể chữa bệnh cứu người. Tần Diễm không hiểu gì về y thuật, mặc dù thấy Tần Hoàn bỗng dưng trở thành tiểu y tiên của Cầm Châu có phần kỳ lạ, nhưng cụ thể sai ở đâu thì lại không thể nói ra. Những gì Tần Hoàn giải thích đều hợp lý, chẳng lẽ tần hoàn thật sự là thiên tài nghĩ sau này còn nhiều thời gian ở bên tần hoàn tần diễm không vội xác nhận điều gì chỉ truyền chủ đề lần ngươi lạc trong rừng có phải là do đại ca gây ra tần hoàn nở nụ cười châm chọc chắc chắn là hắn rồi tần diễm thở dài cử muội đừng buồn ta đã biết chuyện ở tần phủ mấy ngày nay rồi đại ca bị nữ nhân làm mê muội nhưng tam ca thì không ngươi cứ yên tâm Tam ca chắc chắn sẽ đối xử tốt với ngươi. Tần Hoàn ánh mắt đầy cảm kích, được, ta hiểu rồi, cảm ơn Tam ca. Tần Diễm gật đầu, đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị xong hết rồi, ta cũng không có nhiều đồ để mang. Nghe vậy, Tần Diễm liền nói, cửu muội chỉ cần mang theo những gì cần dùng là đủ. Khi đến Kinh Thành, người muốn gì cũng sẽ có, lúc đó, Tam ca sẽ mua hết cho cửu muội tần hoàn mỉm cười đôi má lúm hiện lên dịu dàng ngoan ngoãn đáp tam ca đối xử với ta thật tốt tất nhiên rồi tần diễm cười đáp nói chuyện thân thiện sau đó hắn lại hỏi tần hoàn về những sở thích hàng ngày ở tần phù tần hoàn trả lời từng câu một và tần diễm lại không ngừng khen ngợi hai người trò chuyện suốt gần nửa canh giờ mới chia tay khi tần diễm vừa rời đi phục linh nhíu mày nói tam thiếu gia hôm nay có vẻ ân cần quá. Tần Hoàn hiếp mắt suy tư một lát, nghĩ rằng trên đường về Kinh Thành còn một tháng nữa, nên tạm thời không suy đoán tâm tư của Tần Diễm. Sau khi ăn sáng, nàng đi về phía ngânh phong viện, khi đang đi, lông mày nàng vẫn nhíu chặt. Phục Linh nhìn nàng lo lắng rồi hỏi, tiểu thư đang lo lắng cho thiếu phu nhân sao? Ngày mai chúng ta phải đi rồi. Tần Hoàn gật đầu, lần này đi, không biết khi nào mới gặp lại. Sau này, trong phủ chỉ còn lại mình nàng ấy thôi. Phục Linh cũng thở dài, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Thật tội nghiệp cho thiếu phu nhân và tiểu tiểu thư, nếu phu nhân thay đổi tính tình thì tốt, nhưng nếu không, thiếu phu nhân sẽ phải chịu khổ nhiều lắm. Tần Hoàn mím môi không nói gì, chẳng bao lâu đã đến trước Nghênh Phong viện. Khi bước vào cổng viện, Tần Hoàn cảm thấy hôm nay Nghênh Phong viện đặc biệt yên tĩnh, nàng khẽ nhíu mày. Theo bản năng Nàng cảm thấy có điều gì không ổn, vội vàng bước nhanh vào chính xanh. Khi đến cửa phòng trong, vẫn không thấy bóng người nào, tần hoàn hoảng hốt, vội bước vào. Vừa vào cửa, bước chân nàng lập tức khựng lại. Trên giường, diêu tâm lan người mà nàng từng thấy nằm ngủ mỗi lần đến thăm hôm nay đã ngồi dậy. Nàng đã thay y phục mới, tóc cũng búi lên gọn gàng. Lúc này, nàng đang dựa lưng vào gối, bên cạnh có một chiếc nôi nhỏ. Tần Hoàn thoáng thấy gương mặt nhỏ nhắn của bé con ló ra. Diêu Tâm Lan đang chơi đùa với bé con, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Thấy Diêu Tâm Lan đã có thể ngồi dậy, Tần Hoàn vô cùng kinh ngạc. Khi thấy nàng đang chơi đùa với bé con, Tần Hoàn lập tức cảm thấy cay cay sống mũi. Phục Linh ở phía sau cũng nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt ánh lên sự xúc động. "Cửu muội, chúc mừng ngươi." Diêu Tâm Lan cắt lời, giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại rất nhẹ nhàng và bình thản lúc này tần hoàn mới bước chậm rãi tiến lại gần đại tẩu ngươi diêu tâm lan mỉm cười cúi người bế bé, bé con lên ta đã nghĩ thông suốt rồi bé con ê ê a à, a à. diêu tâm lan cúi đầu hôn lên má bé một cái gương mặt nàng tràn đầy sự mãn nguyện của một người mẹ tần hoàn không hỏi gì thêm nhưng diêu tâm lan nhẹ nhàng nói khi ngươi đi rồi ta cũng sẽ rời khỏi nơi này." Tần Hoàn vội bước tới, "Đại Tẩu đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" Diêu Tâm Lan nhìn Tần Hoàn, gật đầu, "Ừ, ta đã nghĩ kỹ rồi." Tần Hoàn chợt nhớ ra điều gì đó, có chút do dự, nhưng chuyện này không hề dễ dàng. Diêu Tâm Lan khẽ mỉm cười, nét cười rõ ràng nhưng ánh mắt lại kiên định, "Ta đã nói với phụ thân." Ánh mắt Tần Hoàn sáng lên, thì ra Diêu đại nhân sắp đến tần hoàn ngẩn ngơ một lát diêu tâm lan liền dịu dàng mỉm cười những lời cửu muội nói mấy ngày qua ta đều nhớ kỹ cửu muội người tốt bụng như vậy tương lai chắc chắn sẽ có người rất yêu thương ngươi nụ cười dịu dàng của diêu tâm lan chứa đầy sự chân thành tần hoàn nhìn nàng trái tim đang nặng trĩu từ từ dịu lại đây mới là diêu tâm lan thật sự là hình ảnh mà nàng đã tưởng tượng về diêu tâm lan tần hoàn mỉm cười cảm ơn đại tàu vì những lời tốt đẹp. Nói xong, Tần Hoàn nghĩ đến việc mình sắp rời đi, nhưng lại nhớ về bệnh tình khó chữa và chứng đáng trí của Diêu Tâm Lan, nhớ đến Tần Sâm và Thải Hà đã mất, cùng với những điều kỳ lạ mà Diêu Tâm Lan từng trải qua. Nghĩ một lúc, Tần Hoàn cẩn thận nói, đại tàu, sau này nếu có chuyện gì không ổn, nhất định phải nhớ tìm ta. Trên gương mặt Diêu Tâm Lan hiện lên vẻ điềm tĩnh, sau những đau khổ đã qua, nàng nói được ta biết rồi trong số các đại phu trên đời ta tin tưởng ngươi nhất diêu tâm lan lựa chọn tỉnh lại trước ngày tần hoàn rời đi để nàng yên tâm biết tần hoàn sắp rời đi nàng chỉ chuẩn bị vài hòm xiềng lớn cho tần hoàn khi tần hoàn đến không thấy hạ nhân đâu hóa ra là diêu tâm lan đã bảo họ dọn sẵn kho cho nàng đem theo những món bảo vật quý giá hồi môn của diêu tâm lan có thể nói là thập lý hồng trang tất cả những món đồ nàng đưa cho Tần Hoàn đều là thượng phẩm. Tần Hoàn nhìn thấy mấy cái hòm lớn chỉ biết thở dài ngạc nhiên, nhưng cuối cùng không thể từ chối diêu tâm lan. Nàng chọn chiếc hòm nhỏ nhất mang theo, và khi trở về mở ra, nàng phát hiện bên trong là một hộp trứng bồ câu lớn, viên nào viên nấy sáng bóng tuyệt đẹp, không tỉ vết, đó là những viên ngọc trai đông hải quý hiếm. Đến tối, khi Tần Hoàn nhìn số đồ mà mình sẽ mang theo, nàng ban đầu nghĩ rằng chỉ cần một cái hòm là đủ nhưng phục linh và vãn hạnh lần lượt lấy ra từng món ước chừng phải có đến sáu cái hòm lớn tần hoàn nhìn thấy thì cảm thấy đầu óc quay cuồng nhưng khi nghe phục linh nói rằng tần tương mang theo 10 cái hòm và tần Sương có đến 8 cái nàng mới nhẹ nhõm thở phào sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng tần hoàn và phục linh đã rời giường cả tần phủ cũng đã sớm thức dậy sau khi rửa mặt chải đầu xong Tần Hoàn chờ hạ nhân mang tất cả hòm xiềng lên xe ngựa. Sau đó, nàng đến Minh Phong viện từ biệt Diêu Tâm Lan, rồi cùng Tần Tương và mọi người ra khỏi phủ. Vì Tam tỷ muội Tần Hoàn mang theo rất nhiều đồ đạc, lần này đoàn xe có đến 10 chiếc xe ngựa. Bốn chiếc phía trước dành cho Tần Hoàn, Tam tỷ muội và Tần Diễm ngồi, phía sau là xe chở hòm xiềng của Tần Hoàn. Dưới ánh sáng ban mai, đoàn xe diễu hành cùng với 12 vệ binh hộ tống lặng lẽ hướng về phía cổng thành. Phố xá vẫn còn vắng lặng, quán rượu, trà lâu chưa mở cửa, những người bán hàng rong và gia nhân chỉ vừa mới bắt đầu công việc của họ. Đoàn xe của Tần Phủ lặng lẽ ra khỏi cổng thành, bên ngoài cổng, Lâm Thị nắm tay Tần Tương, vẻ mặt đầy quyến luyến không nỡ rơi. Tần Lệ đứng bên cạnh, trông như một người huynh trưởng, dặn dò Tần xương xong lại quay sang dặn dò Tần Hoàn cả gia đình tạo nên khung cảnh chia ly đầy cảm động. Tường Nhi nhớ kỹ những lời nương dặn. Tần Tương cầm khăn lau nước mắt, mẫu thân yên tâm, nữ nhi biết rồi, nữ nhi nhất định sẽ sớm trở về thăm mẫu thân. Lâm thị liên tục gật đầu, rồi quay sang Tần Diễm, xin nhờ thế tử chăm sóc các tỷ muội ba người của chúng ta. Tần Diễm mỉm cười ấm áp, "Tam thúc mẫu cứ yên tâm." Tần Diễm nhất định sẽ hộ tống ba vị muội muội an toàn đến kinh thành, phu nhân chỉ cần chờ tin tốt từ chúng ta là được." Lâm thị không cầm được nước mắt, nắm chặt tay Tần Tương, không nỡ buông. Tần Diễm nhìn thấy cũng không tiện dục dã, chỉ thấy Tần Hoàn và Tần Sương đứng một bên với dáng vẻ cô đơn. Tần Lệ tiến tới bên Tần Sương, nhẹ nhàng nói, "Lục muội, nhớ kiềm chế tính tình một chút nhé." Tần Sương hừ nhẹ, Nhị ca cứ lo mà chăm sóc đại tẩu và đứa nhỏ đi. Tần Lệ thở dài, mấy chuyện đó không cần ngươi nhắc. Tần Hoàn trong lòng biết rằng kế hoạch của Diêu Tâm Lan vẫn chưa được rõ ràng, Diêu đại nhân cũng chưa tới. Trước mắt, những lời nói đều như những cành nhánh rối rắm. Theo suy nghĩ của nàng, nàng không muốn Diêu Tâm Lan ở lại Tần phủ, trong vũng bùn đó mà lãng phí cả đời. Tần Hoàn chỉ lặng lẽ nghe mà không nói gì lúc này Lâm Thị cuối cùng cũng lau nước mắt, quyết định nói, thôi được, không nên chậm trễ nữa, các con mau lên xe ngựa đi thôi. Nghe vậy, Tần Tương lưu luyến không rời nhưng vẫn buông tay Lâm Thị. Tần Hoàn và Tần Sương cũng cúi người chào từ biệt, nhưng khi ba người đang định lên xe, từ hướng cổng thành bỗng xuất hiện ba con ngựa phi tới. Phục Linh nhìn qua, lập tức reo lên, tiểu thư, là quận chúa. Tần Hoàn khượng lại, cùng lúc đó, mọi người đều hướng mắt về phía cổng thành ba con ngựa cao lớn lao nhanh tới người đi đầu chính là nhạc ngưng theo sau là hai người đàn ông phong độ tuấn tú phi thường chính là nhạc giá và nhạc thanh thấy ba người họ tần hoàn không kìm được tiến lên phía trước vài bước để đón chào chỉ trong chớp mắt ba người nhạc ngưng đã tới trước mặt nhạc ngưng xoay người xuống ngựa nói may quá các ngươi vẫn chưa đi suýt chút nữa là ta lỡ mất rồi tần hoàn cúi người chào sao các ngươi lại đến đây nhạc giá bước tới tứ muội sắp đi xa như vậy chúng ta đương nhiên phải tới tiễn ngươi nhạc thanh cũng tiến tới tứ muội đi đường cẩn thận nhé sự xuất hiện của ba người nhạc ngưng khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn tần diễm thấy vậy cũng tiến lên nhạc thế tử đã lâu không gặp nghe vậy nhạc giá cũng tiến lên chào hỏi Tần Diễm trò chuyện vui vẻ với ba người, không ngờ trước khi lên đường, lại nhờ phúc của cửu muội mà được gặp lại các huynh muội. Lần trước gặp nhau chúng ta còn là những đứa trẻ, đã 10 năm trôi qua, thế tử nay phong thái đĩnh đạc, quận chúa thì tài sắc vẹn toàn, còn nhị thiếu gia cũng đã có thể một mình đảm đương mọi việc. Dù nhà họ nhạc đã đến Cẩm Châu nhiều năm, nhưng huynh muội nhạc ngưng từ nhỏ đã lớn lên ở Kinh Thành, tự nhiên đã từng gặp Tần Diễm. Vì thế, cả bọn lại tiếp tục hàn huyên thêm một lúc cuối cùng nhạc giá quay sang tần hoàn nói cửu muội của ngươi tứ muội của chúng ta trên đường đi xin nhờ tần huynh chăm sóc giúp khi nào trở về kinh thành chúng ta sẽ lại tới thăm tần diễm cười nhẹ chắp tay nói các ngươi yên tâm ta sẽ không để nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc canh giờ đã không còn sớm đừng lưu luyến nữa ta và cửu muội sẽ chờ các ngươi ở kinh thành Nhạc Giá và những người khác gật đầu, dặn dò thêm vài câu với Tần Hoàn. Trong lòng Tần Hoàn có chút buồn bã, nhưng khi nhìn mặt trời ngày càng lên cao, nàng không thể không lên xe ngựa. Khi bánh xe bắt đầu lăn, Tần Hoàn vén màn xe lên, nhìn thấy Nhạc Ngưng cùng hai người kia vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Tần Lệ và Lâm Thị cũng đứng một bên, ngẩn ngơ nhìn theo. Trong lòng Tần Hoàn đột nhiên dâng lên nỗi đau nhói, nàng sắp đi kinh thành, đường đi xa xôi vạn dặm thế sự vô thường khó lường. Lần chia ly này, không biết đến bao giờ mới gặp lại họ. Tháng 10, gió thu lạnh lẽo, trời đất hiu quạnh. Những tia nắng ban mai cuối cùng như được rửa sạch, phủ lên bầu trời một màu vàng rực rỡ. Tần hoàn giống như một con kiến bé nhỏ, mang theo vô vàn lo lắng và hy vọng, cùng với nỗi đau và dũng khí, từng bước, từng bước tiến về trái tim của đế quốc phương Bắc Lâm An. Bước vào tháng 10 trời đã chớm đông, càng tiến về phía bắc, không khí lạnh càng thấu xương. Rời khỏi Cẩm Châu, đi thẳng về hướng bắc, đi một ngày đến miếu Mười dặm, sau đó đi tiếp hai ngày nữa đến huyện Kỳ ở phía bắc Cẩm Châu. Qua khỏi huyện Kỳ, rời khỏi Cẩm Châu, tiến vào lãnh thổ Vĩnh Châu, tiếp tục đi về hướng đông bắc 5 ngày, rời Vĩnh Châu tới Viên Châu. Phía nam Viên Châu có dòng sông Nhạn Giang chảy qua, đến bến Gia Lăng để qua sông Nhạn Giang. Bờ bên kia của dòng sông chính là dãy núi mây mù. Dãy núi mây mù là nơi chia ranh giới nam bắc của Đại Chu, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, kéo dài hàng trăm dặm. Phía nam của Viên Châu là địa hình đồi núi, các thành quách và thôn trấn được xây dựng xen kẽ. Nhờ dòng sông Nhạn Giang, đất đai nơi đây không chỉ màu mỡ, sản vật phong phú, mà còn có nhiều cảnh quan nổi tiếng như Hồ Lan Thương, chùa Linh Ẩn, thư viện mây mù và thần thoại về nữ hiệp thần nữ tần sương và tần tương chưa từng ngồi thuyền trước đây vừa lên thuyền liền bắt đầu say sóng chỉ ngồi thuyền khoảng nửa canh giờ hai tỷ muội đã nôn thốc nôn tháo ba lần tần sương thì đỡ hơn nhưng tần tương với thân thể yếu đuối lại càng mệt mỏi khi qua khỏi nhạn giang hai chân tần tương vẫn chưa vững tam tỷ muội mỗi người mang theo hai thị tỳ tần sương ngoài vãn tình còn có tú vân còn tần tương đi cùng vãn hà và tú chi người trước đây hầu hạ lâm thị vãn hà và tú chi nửa đỡ nửa bế tần tương xuống thuyền vì xe ngựa và hòm xiềng đều được chở trên thuyền nên họ phải chờ một lúc để chuẩn bị xe ngựa trước khi tiếp tục hành trình tần diễm gọi người bao một nhã gian tại quán trà gần bến đò để các tỷ muội có chỗ nghỉ ngơi tạm thời tiểu thư ngài có sao không chương 214 sau khi lên bờ, Tần Tương hồi phục sức khỏe nhanh chóng, trông sinh động hơn. Điều này càng làm cho vẻ yếu đuối của nàng trở nên rõ ràng, khiến Vãn Hà không hài lòng. Nàng liếc nhìn Tần Sương một cái, rồi chợt quay ra phía cửa sổ. Căn phòng ở trên tầng 2, cửa sổ chỉ mở một nửa. Tần Hoàn, trong bộ váy hồng màu sen, khoác chiếc áo choàng xanh lá, đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từ hướng của Vãn Hà, nàng thấy rõ rằng tần hoàn khác hẳn với tần xương người đầy sức sống và đang mải mê ăn uống tần hoàn cũng không giống tần tương yếu đuối và đáng thương ngược lại dáng vẻ của nàng thanh tao đứng trước cửa sổ với vẻ thanh nhã khí chất trầm tĩnh và tự tin dù có chút mệt mỏi nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống làm nàng như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu bạc trông nàng thật giống như một vị tiên linh cao quý Vãn Hà suy nghĩ như vậy, rồi cúi xuống nhìn Tần Tương. Vì không khỏe, khuôn mặt Tần Tương nhăn nhó, chiếc váy mới hôm nay cũng nhỏ nát, hình dáng và khí chất của nàng hoàn toàn trái ngược với Tần Hoàn. Từ khi rời Cẩm Châu, Vãn Hà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tần Hoàn dĩ nhiên không bỏ qua động tĩnh của Tần Tương và Tần Sương. Nàng khẽ liếc nhìn Vãn Hành, ngay lập tức, Vãn Hành tiến tới bên cạnh Tần Tương, lấy ra một túi thơm, Ngũ tiểu thư, đây là túi thuốc do tiểu thư nhà chúng tôi làm, có thể giúp giải say sóng. Nghe vậy, Vãn Hà Định với tay lấy túi thuốc, nhưng Tần Tương lập tức xua tay, "Không cần." Tần Hoàn không liếc nhìn Tần Tương dù chỉ một lần, ánh mắt nàng chỉ dừng lại ở những thị vệ của Tần phủ đang chuẩn bị xe ngựa, chính xác hơn, nàng đang quan sát chu hoài, người chỉ huy đám thị vệ. Đoàn người đã đi được 13 ngày, mặc dù hành trình có chậm hơn dự định, nhưng cuối cùng họ cũng vượt qua được 14 chặng đường. Trong suốt quãng đường này, Tần Hoàn hầu như rất ít nói chuyện với Chu quản gia. Chu Hoài có dáng vẻ của một văn sĩ, nhưng hắn chỉ đứng yên lặng phía sau Tần Diễm, giống như một cái bóng. Vì chuyến đi dài nhàm chán, Tần Hoàn giải trí bằng việc làm túi thơm và đọc sách, nhưng nàng cũng không quên quan sát những người xung quanh. Tần Diễm rất ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều lau dọn yên ngựa và giường trong xe ngựa kỹ càng quần áo cũng thay đổi hàng ngày không chỉ vậy hắn còn yêu cầu những người hầu cận bên mình phải chú ý kỹ càng đến việc giữ vệ sinh Chu quản gia lại khác hẳn hắn không để lộ bất kỳ sở thích nào nếu chỉ nhìn bề ngoài có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hắn là một thị vệ tầm thường nhưng nhìn thái độ của tần diễm có thể thấy rõ hắn giữ một vị trí không hề thấp trong tần phù càng quan sát Tần Hoàn càng cảm thấy Chu Hoài là người khó đoán. Giờ đã là trưa rồi, không biết tối nay chúng ta sẽ dừng chân ở đâu. Mười mấy ngày đi đường vất vả khiến Tần Sương gầy đi một chút, nhưng điều đó lại làm cho gương mặt nàng trông thanh thoát và xinh đẹp hơn. Câu hỏi của Tần Sương dường như không chỉ nhầm hỏi Tần Hoàn mà như đang lầm bẩm Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay trời có vẻ âm u, liệu có phải sắp mưa không? Nói xong, Tần Sương kéo chặt chiếc áo choàng, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Tần Hoàn vẫn im lặng, điều này khiến Tần Sương cảm thấy hơi không thoải mái. Nàng lẩm bẩm, nếu trời mưa, chúng ta không thể nghỉ ở chỗ tạm bở, nếu không sẽ bị lạnh chết mất. Bây giờ mà hạ thì sẽ là tuyết, không phải mưa. Tần Sương lập tức mắt sáng lên, phấn khích hỏi, tuyết sao? Sắp có tuyết rơi sao? Tần Hoàn cười nhẹ, tháng 10 tuyết rơi cũng là bình thường. Tần Sương vui vẻ ngước nhìn lên trời, như thể đang chờ đợi tuyết rơi, vậy phía bắc thật sự tuyết rơi sớm như vậy sao? Liệu tối nay có thể thấy tuyết không? Tần Sương từ nhỏ đã sống ở Cẩm Châu, nơi mà nếu có tuyết rơi thì cũng chỉ là vài bông nhỏ, rơi xuống là tan ngay. Tần Hoàn nhìn sự háo hức của Tần Sương rồi khẽ lắc đầu. Mặc dù nàng cũng thích những ngày tuyết rơi, nhưng không đến mức mong đợi như Tần Sương. Hơn nữa, nếu có tuyết lớn đường núi sẽ rất khó đi chúng ta sẽ phải di chuyển chậm lại tần hoàn chưa kịp nói thêm rằng nếu gặp bão tuyết lớn có thể họ sẽ bị kẹt trong núi không thể tiếp tục đi được tần sương cười khúc khích đi chậm thì cứ đi chậm thôi ta chưa từng thấy tuyết lớn bao giờ kinh thành có tuyết không có mỗi năm kinh thành đều có tuyết tần hoàn đáp lúc này tần sương mới yên lòng vậy là tốt rồi nếu trên đường không thấy tuyết Đến kinh thành chắc chắn cũng sẽ thấy. Trong khi đang nói chuyện, Tần Hoàn thấy xe ngựa đã chuẩn bị xong, hành lý cũng đã được dọn lên. Tần Diễm đang đi về phía quán trà, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã gần tới phòng họ. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Tần Diễm bước vào, "Ba muội muội, xe ngựa đã chuẩn bị xong, trời càng lúc càng âm u, chúng ta mau lên đường thôi." Tần Sương lên tiếng đáp lại, Tần Hoàn cũng xoay người chuẩn bị xuống lầu tần tương được vãn hà đỡ dậy sắc mặt tái nhợt trông càng khó coi hơn tần diễm vội vàng tiến lên ngũ muội muội vẫn còn khó chịu sao tần tương lắc đầu không sao đâu tam ca đi thôi tần diễm nhìn nàng với vẻ đầy lo lắng thật sự không sao chứ tần tương thẳng người thật sự không sao đừng để hành trình bị ảnh hưởng mau lên đường thôi tần diễm thở dài được rồi tối nay khi đến chỗ nghỉ Muội phải nghỉ ngơi thật tốt." Nói rồi, hắn tự mình đỡ Tần Tương xuống lầu. Tần Sương và Tần Hoàn đi phía sau, Tần Sương hừ một tiếng, rõ ràng có túi thuốc nhưng không chịu dùng, lại còn giả vờ yếu đuối, thật không hiểu nổi. Tần Hoàn chỉ mỉm cười, không nói gì, rồi theo mọi người rời khỏi quán trà lên xe ngựa. Đoàn xe đã sẵn sàng, vừa khi Tần Hoàn lên xe ngựa, nàng nghe tiếng Chu Hoài từ bên ngoài nói: Tần Diễm đáp: "Được, đi nhanh hơn, thời tiết này không ổn lắm." Đoàn xe bắt đầu di chuyển, tốc độ quả nhiên nhanh hơn so với trước khi qua nhạn Giang về phía nam. Tốc độ nhanh hơn khiến xe càng sóc nảy mạnh. Chiếc xe ngựa của Tần Hoàn tuy rộng rãi và chắc chắn, bên trong có giường ngồi, bàn tủ, nhưng với tốc độ này thì không ai dám bày biện gì thêm. "Tiểu thư, thật sự trong hai ngày tới sẽ có tuyết lớn sao?" Phục Linh dựa vào vách xe, cảm thấy khó chịu vì xe sóc này. Tần Hoàn lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nếu chu quản gia đã nói chắc chắn như vậy, có lẽ đúng là thật. Phục Linh thở dài, lục tiểu thư rất mong có tuyết, nhưng nếu tuyết lớn thì hành trình của chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn. Tần Hoàn gật đầu, rồi quay sang nhìn Vãn Hạnh đang ngồi ở góc xe. Trong xe được trải một tấm thảm nhung dày, cả ba người ngồi trên đó, Phục Linh thì luôn di chuyển, còn vãn hạnh thì rất trầm lặng. Suốt chặng đường dài, Tần Hoàn hiếm khi nghe nàng nói gì. Tần Hoàn hỏi, vãn hạnh, ngươi là người ở đâu? Vĩnh Châu nằm ở phía bắc của Cẩm Châu nhưng vẫn thuộc miền Nam. Tần Hoàn gật đầu, người nhà của ngươi còn ai không? Vãn hạnh lắc đầu, nô tỳ không biết, đã nhiều năm không còn tin tức về gia đình. Nghe vậy, Tần Hoàn không hỏi thêm gì nữa, nàng vén rèm xe nhìn ra ngoài. Dù mới qua trưa nhưng trời đã dần tối, và càng lúc càng u ám hơn. Từ phía trước, nàng thấy dãy núi đen kịt trải dài bất tận chính là dãy núi mây mù. Nhìn thấy dãy núi ấy, lòng tần hoàn chịu nặng. Nếu đi trên đồng bằng thì không sao, nhưng trước mắt là vùng núi. Nếu tuyết lớn rơi xuống, ngay cả những chiếc xe ngựa to lớn và vững chãi như thế này cũng khó mà đi được. Hơn nữa, ba tỷ muội nàng không thể cưỡi ngựa như tần diễm và đám người của hắn tần hoàn chỉ mong họ có thể vượt qua dãy núi mây mù trước khi tuyết lớn rơi xuống nhưng mới đi được mười mấy dặm đoàn xe bỗng nhiên chậm lại không những thế từ phía trước vang lên tiếng nói chuyện không lâu sau tần diễm cưỡi ngựa đến bên xe ngựa của tần hoàn cửu muội ngươi còn túi thuốc không tần hoàn vén rèm xe có tam ca có chuyện gì vậy tần diễm cười khổ ngũ muội lại nôn trông có vẻ nghiêm trọng tần hoàn nhìn vãn hạnh nàng lập tức đưa túi thuốc ra ngoài tần diễm cảm ơn nhận lấy túi thuốc rồi quay ngựa đi phục linh hừ nhẹ ngũ tiểu thư rõ ràng lúc trước không chịu nhận túi thuốc giờ lại để thế tử đi xin như thể tiểu thư không muốn cho nàng tần hoàn có chút lo lắng nàng nhớ lộ trình về kinh nếu tốc độ chậm lại tối nay họ sẽ phải vào núi trước khi kịp đến chỗ nghỉ đã định. Mặc dù dọc đường đi có nhiều thôn chấn, không lo gặp phải nơi hoang vắng không có người, nhưng trong lòng tần hoàn ngày càng bất an, như thể sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Sau khi đi thêm một canh giờ, trời càng lúc càng tối dần, phía trước Chu Hoài bỗng nhiên cưỡi ngựa quay lại, lớn tiếng nói, thế tử, xem ra chúng ta không kịp tới quan âm chấn. Tần Diễm đang cưỡi ngựa phía trước xe ngựa của Tần Hoàn và Tần Tương. Nghe thấy Chu Hoài nói vậy, Tần Hoàn cũng nghe được. Tần Diễm đáp: Nếu không kịp thì cũng không sao. Tối nay tìm một thôn để nghỉ, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Chu Hoài thở dài. Từ đây tới nơi phồn hoa gần nhất là Quan Âm Trấn, đi thêm nữa là đến Viên Châu Thành. Nhưng nếu không có ngựa tốt thì phải mất tới hai ngày. Tần Diễm nhìn vào xe ngựa, nói: Không cần phải tìm nơi phồn hoa chỉ cần tìm một thôn để nghỉ. Nếu không có khách điếm, chúng ta có thể xin tá túc nhà dân, chỉ cần trả thêm ít tiền là được. Chu Hoài gật đầu, rồi hỏi tiếp, thế tử còn nhớ thôn ở hướng tây bắc chúng ta từng đi ngang qua không? Tần Diễm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ta nhớ, khi đó chúng ta chỉ đi ngang qua nhưng nhìn từ xa thì cũng thấy có nhiều nhà. Chúng ta đến đó, chắc sẽ kịp trước khi trời tối. Chu Hoài đáp rồi quay lại phân phó các thị vệ, sau đó Tần Diễm cũng đến nói với Tần Hoàn và Tần Sương, bảo họ chuẩn bị theo hướng đó mà đi. Trời càng lúc càng tối, đoàn xe đổi hướng, rời khỏi con đường chính dẫn đến Viên Châu thành và rẽ vào một con đường nhỏ chỉ vừa đủ cho xe ngựa. May mắn thay, con đường này khá bằng phẳng, dù đi chậm nhưng không gặp trở ngại. Khi trời đã tối hẳn, Tần Hoàn nhìn qua cửa sổ xe và thấp thoáng thấy một thôn xóm hiện ra phía xa. Đoàn xe chậm chậm tiến vào thôn, gió lạnh ảo ảo thổi, lạnh thấu xương. Khi xe ngựa dừng lại trước thôn, Tần Hoàn nhận ra rằng thôn này lớn hơn so với những gì nàng tưởng tượng. Những con đường trong thôn khá bằng phẳng, hai bên là những ngôi nhà mái ngói đen và tường xám. Chu Hoài phái hai thị vệ đi trước tìm hiểu, không lâu sau họ quay lại, thế tử, trong thôn chỉ có một khách điếm nhỏ, nhưng chỉ còn lại ba phòng và không có đồ ăn. Nghe vậy, Tần Diễm nhíu mày, vậy thì chúng ta tá túc tại nhà dân thôi. Chu Hoài gật đầu, đảo mắt một vòng rồi chọn một ngôi nhà gần đó, tiến lên gõ cửa. Ngôi nhà này trông có vẻ khá giả, ánh sáng từ đèn dầu hắt qua khe cửa. Chương 215. Chu Hoài gõ cửa một lúc, cánh cửa từ từ mở ra người mở cửa là một ông lão tóc đã bạc ông chỉ thò tay ra ngoài mà không lộ mặt nhìn lướt qua cửa rồi hỏi các ngươi đến đây làm gì ông lãn nói với giọng không mấy thân thiện chu hoài vội cúi đầu làm lễ rồi trình bày lý do đến nghe xong ông lão vẫn không có biểu cảm gì chỉ nhìn cả nhóm rồi nói chúng ta không giữ người lạ trong thôn các ngươi mau rời đi nói xong ông lão đóng sầm cửa lại từ bên trong vọng ra tiếng cài then Chu Hoài cau mày, Tần Diễm cũng tỏ ra không hài lòng, nói, thôi, đi xem thử phía trước vậy. Chu Hoài đến đáp lời, tiếp tục đi về phía trước, ba chị em Tần Hoàn vẫn ngồi trong xe ngựa, nghe hết cuộc đối thoại giữa Chu Hoài và ông lão. Tần Hoàn trong xe khẽ cau mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Chu Hoài tiếp tục tiến về phía trước, thấy nhà cửa trong thôn đều đóng kín. Có vài ngôi nhà còn có ánh đèn leo lét từ khe cửa hắt ra nhưng khi bọn họ chưa kịp lại gần, đèn đã tắt phút. Một số nhà khác thì ngay từ đầu đã tối om. Chu Hoài càng đi, chân mày càng nhíu chặt hơn. Không lâu sau, hắn thấy một ngôi nhà trông có vẻ đông người. Chu Hoài gõ cửa ba tiếng cộc cộc, tiếng bước chân vang lên phía sau cánh cửa ngay sau đó. Không ai mở cửa, chỉ có tiếng của một nam tử vọng ra, ai đấy? Chu Hoài giới thiệu bản thân và nêu rõ ý định đến, Nam tử bên trong im lặng một lúc rồi đáp, thôn chúng tôi không tiếp người ngoài, các ngươi đi đi. Vừa dứt lời, người bên trong đã vội bỏ đi, ngôi nhà trước đó vẫn còn sáng đèn nay cũng chìm trong bóng tối. Đến lúc này, Chu Hoài đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn tiến tới trước mặt Tần Diễm và nói, thế tử, thôn này có vẻ rất cẩn trọng với người lạ. Chỉ e chúng ta không thể xin trọ nhờ được, hay là chúng ta đến khách điếm nghỉ tạm một đêm trên người chúng ta còn nhiều lương khô nếu không ăn cũng không sao chỉ có điều làm phiền ba vị tiểu thư tối nay chắc phải ngủ tạm cùng nhau chỉ có ba phòng tất cả ngoài chủ từ còn có hai mươi thị vệ và nam phó không thể ngủ trên xe ngựa được trời lạnh thế này ngủ ngoài xe ngựa cũng không ồn tần diễm đành bất đắc dĩ gật đầu được dẫn đường đi xem khách điếm kia thế nào sau khi ra lệnh Đoàn xe lập tức hướng đến khách điếm mà hai thị vệ đã nói lúc trước. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước khách điếm. Tần Hoàn bước xuống, vừa nhìn lên đã thấy tấm biển khách điếm sắp rơi. Trường Phúc khách điếm, phục linh khẽ thì thầm, rồi nói, nhìn như đã mở mười mấy năm rồi. Xe ngựa lần lượt được đưa vào sân, Tần Hoàn cũng bước vào, nhận ra khách điếm này chiếm một diện tích không nhỏ. Tuy nhiên, phòng ốc đã cũ kỹ. Sân lại không có tường rào mà chỉ có một hàng rào gỗ đơn sơ. Tần Diễm bước vào trước, Chu Hoài ở bên ngoài lo liệu ngựa xe. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu lam bước ra. Ông ta có dáng người thấp lùn, da ngăm đen, hàm răng xỉn vàng. Khi thấy đám người đông như vậy, ông liền nở một nụ cười rộng, gần như tràn ra khỏi khuôn mặt, khách quan từ xa đến, mời vào, mời vào. Thì ra hai vị tiểu ca lúc nãy hỏi thăm là người của công tử và các vị tiểu thư đây. Công tử có phong thái tuấn tú, các tiểu thư thì xinh đẹp như tiên giáng trần, chẳng hay quý vị từ Vĩnh Châu hay Cẩm Châu đến. Vị trung niên dẫn đoàn người của Tần Diễm vào đại sảnh, lời nói không ngừng, tại hạ là Ngụy Trường Phúc, trưởng quầy của khách điếm này. Ngụy Trường Phúc nhiệt tình khác hẳn với sự lạnh nhạt của những nhà dân trước đó khiến cho tần diễm cảm thấy thoải mái hơn một chút chàng lên tiếng trước nghe nói khách điếm chỉ còn ba phòng chúng ta cần đủ chỗ cho tất cả mọi người ngụy trường phúc mắt nhanh nhẹn lập tức sắp xếp tuy phòng không nhiều nhưng giường thì có đủ ba vị tiểu thư có thể chung một phòng công tử ở một phòng những tiểu ca còn lại ta sẽ sắp xếp thêm một phòng chứa đồ hai phòng đó các tiểu ca san sẻ như vậy là đủ chỗ rồi ở đây chăn bông cũng có đủ chắc chắn không để mọi người bị lạnh ngụy trường phúc vừa nói vừa gọi to lý vượng lý tài mang hai chiếc giường đến phòng số ba phía sau tiếng gọi vang lên hai chàng trai trẻ trông có vẻ trung thực từ phía sau tủ cao bước ra họ lên tiếng rồi đi ngay ra phía hậu viện ngụy trường phúc cười nói tiếp hai người này là tiểu nhị trong quán công tử yên tâm nhất định sắp xếp vừa ý ngài Tần Diễm gật đầu, chăn bông cứ để cho hạ nhân sử dụng là được. Sau đó chàng phân phó Phục Linh và mấy người, các ngươi lên xe mang theo thức ăn và chăn gấm xuống, lát nữa chăm sóc tiểu thư chu đáo. Nghe lệnh, Vãn Hạnh và Phục Linh lập tức đi ra ngoài. Dù Tần Diễm là thế tử của Hầu Phủ, nhưng trong những việc thế này chàng luôn chu đáo. Ngụy Trường Phúc thấy mọi người chỉ đứng đó liền vội vàng mời, công tử, các tiểu thư, xin mời ngồi nơi này không có gì nhiều, nhưng trà thì chắc chắn có. Trong đại sành có bàn ghế để ngồi, Tần Diễm thấy còn phải chờ một lúc, liền bảo mấy người Tần Hoàn ngồi xuống. Tần Tương vẫn tỏ ra khó chịu, ban ngày nàng không nhận túi thuốc từ Tần Hoàn, giờ thì nàng lại nắm chặt trong tay, thi thoảng đưa lên mũi người. Tần Sương nhìn bộ dạng của nàng, biết nàng không khỏe, cũng không nói gì thêm. Khi trường quầy bưng trà nóng lên, Nàng lập tức rót một ly cho Tần Tương trước. Vừa ngồi xuống, Tần Hoàn cau mày, khi đứng thì tầm mắt luôn nhìn thẳng, nhưng khi ngồi xuống, nàng vô tình ngước lên và nhìn thấy trên trần nhà đại sảnh có rất nhiều phù văn vẽ bằng mực. Những họa tiết này khiến nàng cảm thấy kỳ lạ và quái dị. Nghĩ lại thái độ của những người dân trước đó, cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng lớn. Đang nói chuyện, Ngụy Trường Phúc vừa rót trà vừa cười nói, Công tử và ba vị tiểu thư cứ yên tâm, chỉ một lát nữa thôi là mọi thứ sẽ ổn. Khách điếm này của tại hạ đã mở hơn 10 năm rồi, chưa bao giờ có khách nào không hài lòng cả. Tần Diễm khẽ cười, cầm ly trà nhưng không uống, hỏi: "Nếu đã như vậy, sao khách điếm không phục vụ thức ăn?" Nghe Tần Diễm hỏi, ánh mắt Ngụy Trường Phúc khẽ thay đổi, sau đó cười khổ: "À, không phải là vì đã đến mùa đông sao?" con đường này dẫn tới Viên Châu ngày càng ít người qua lại. Tần Hoàn khẽ nhíu mày, cảm giác Ngụy Trường Phúc đang có điều gì không đúng. Nàng bưng ly trà nhấp một ngụm trà nóng, để hơi ấm lan tỏa xua bớt cây lạnh trong người, rồi mới hỏi, trưởng quầy làm sao biết chúng ta đến từ Vĩnh Châu hoặc Cẩm Châu. Ngụy Trường Phúc cười lớn, làm nghề này thì phải tinh mắt một chút. Nhìn ba vị tiểu thư xinh đẹp thế này, chắc chắn không phải người phương Bắc hơn nữa lại mang theo nhiều hành lý như vậy, tất nhiên là không đến từ gần đây. Ánh mắt Tần hoàn thoáng thay đổi, Tần Sương nhanh chóng hỏi, vì sao người trong thôn ai cũng nói ở đây không tiếp người ngoài và bảo chúng ta mau rời đi. Nghe câu hỏi, ánh mắt Ngụy Trường Phúc thoáng dao động mạnh hơn, ông ho khẽ một tiếng rồi nói, chuyện này. Thấy ông ta ấp úng, Tần Diễm liền cười lạnh, trưởng quầy, nếu đã làm buôn bán thì không nên giấu giếm chúng ta. Nói rồi chàng chỉ tay lên trần nhà nơi có những phù văn, những thứ kia để làm gì? Biết không thể giấu được nữa, Ngụy Trường Phúc thở dài, đặt ấm trà xuống và cười khổ. Không dám, không dám giấu công tử và ba vị tiểu thư. Thôn này gọi là Tam Nguyên thôn, trước kia, ở phía tây bắc dưới chân thần nữ phong có một khu vườn trà rất lớn. Khi đó, rất nhiều người nghe danh mà đến để hái trà, mua trà và du ngoạn. Khiến khách điếm của tôi từng vô cùng náo nhiệt. Nhưng không hiểu vì sao, chủ vườn trà không trồng trà nữa, vườn trà đóng cửa, từ đó nơi này trở nên vắng vẻ. Tuy vậy, tình trạng không đến mức quạnh quẽ như bây giờ, cho đến ba tháng trước. Nói đến đây, Ngụy Trường Phúc dừng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ rồi tiếp tục, không đúng, không phải ba tháng, mà là nửa năm trước. Từ khi đó, trong thôn đã có mấy người chết khi nghe đến chuyện có người chết sắc mặt của tần tương và tần sương lập tức thay đổi tần sương nhìn tần tương rồi lại liếc qua tần hoàn có lẽ vì thấy tần hoàn vẫn bình tĩnh khiến nàng can đảm hơn liền đổi chỗ ngồi đến gần tần hoàn trong phòng những chiếc ghế dài xếp dọc quanh bàn nàng dựa sát vào tần hoàn sợ rằng tần hoàn sẽ không vui nhưng khi thấy tần hoàn không phản ứng gì nàng mới an lòng chết người sao tần diễm cau mày vì gần đây tần phủ đã xảy ra nhiều chuyện, nên chàng rất nhạy cảm với việc này. Ngụy Trường Phúc gật đầu, thở dài, đúng vậy, những người chết đều còn trẻ. Trước đây, họ không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng chỉ vài ngày trước khi mất, trên người họ đột nhiên nổi bệnh đậu mùa. Đi khám thôn y, uống thuốc cũng không cứu được. Ban đầu chỉ có một, hai người, rồi số người chết tăng lên, dân làng bắt đầu đồn đại. Có người nói thôn Tam Nguyên bị nguyền rủa có người lại cho rằng dịch bệnh bùng phát. Nói gì thì nói, cuối cùng người ngoài cũng chẳng ai dám đến nữa. Ngụy Trường Phúc ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói như mở máy hát, chuyện này đã lan ra khắp phía Bắc Nhạn Giang, trong thành viên châu hầu như không còn ai dám đến đây. Người từ nơi khác cũng thưa dần, nhiều thôn dân tin rằng những cái chết này là do người ngoài mang đến dịch bệnh hoặc vận xui, vì thế họ càng không muốn người lạ vào thôn. Khách điếm của Tại Hạ, Thỉnh thoảng vẫn có người khách đi ngang qua ghé lại nghỉ. Để tránh tai ương, Tại Hạ đã mời đạo sĩ đến làm lễ trừ tà. Khách quan đừng xem thường những phù văn kia, chúng tốn không ít tiền đấy. Đến giờ, bản thân Tại Hạ và khách nhân của khách điếm đều không gặp chuyện gì, nên Tại Hạ nghĩ rằng những phù văn này có tác dụng. Người vừa nói nửa năm trước có người chết, sau đó thì sao?" Tần Hoàn hỏi tiếp. Nghe vậy, Ngụy Trường Phúc thờ phào nhẹ nhõm rất nhiều người nói đó là dịch bệnh quan phủ còn cử người đến điều tra cùng với một vài đại phu trong dân gian có người nói không phải dịch có người lại bảo là dịch sau đó thêm một hai người nữa chết cuối cùng cũng chẳng ai đưa ra được kết luận chính xác quan phủ cũng bỏ đi những người đến xem bệnh cũng lần lượt rời đi nhưng rồi bốn tháng trước lại có thêm hai người nữa chết lời nói của ngụy trường phúc khiến mọi người trong lòng trùng xuống nhưng lần này, ông lại nói, nhưng cuối cùng, nguyên nhân đã được làm sáng tỏ. Trong thôn có một vị đại phu họ tôn đến, ông ấy đã cứu sống một người tưởng chừng sắp chết. Vị tôn đại phu này được tôn sùng như một tiểu bồ tát, hiện đang sống ở phía tây dưới chân thần nữ phong. Từ khi ông ấy đến, trong suốt hai tháng qua không còn ai chết nữa, nhưng mọi người vẫn lo sợ và cho rằng người ngoài mang đến vận rùi. Tôn đại phu sao? Tần hoàn khẽ nhíu mày, ngươi có biết tên vị đại phu đó là gì không ngụy trường phúc lắc đầu ta không biết chưa từng gặp ông ta chỉ nghe nói thôi ông ấy có tính tình khá kỳ lạ mỗi sáng sớm đến khám bệnh tại nhà nhưng không bao giờ lấy tiền thuốc người dân được ông cứu cũng muốn tạ ơn nhưng ông ấy không nhận bất kỳ thứ gì nghe nói ông ấy đến từ nơi khác đến đây để chữa bệnh cho phu nhân của mình nghe vậy tần hoàn không hỏi thêm nữa Ngụy Trường Phúc lại thở dài, mặc dù không còn ai chết nữa, nhưng thôn này vẫn mang lại cảm giác xui xẻo cho mọi người. Việc kinh doanh của ta ngày càng khó khăn, không giấu gì các vị, ngoài nhóm các vị ra, đã rất lâu rồi ta chưa thấy nhiều khách như thế này. Tần Diễm nói, nhưng không phải chỗ ngươi chỉ còn ba phòng sao? Câu nói này khiến mọi người tưởng rằng khách điếm này đã kín phòng. Ngụy Trường Phúc có chút ngượng ngùng, cười khổ, ban đầu khách điếm có đến 10 phòng cho khách, nhưng phòng cần bảo trì, phải thuê người sửa sang. Khi không còn khách nữa, ta cũng phải giảm bớt nhân viên. Một số phòng được chuyển thành kho, một số phòng thì khóa lại. Hiện giờ, hiện giờ chỉ còn 4 phòng có thể dùng. Nghe lời này, Tần Diễm cảm thấy thật nực cười, thì ra khách điếm rộng lớn này chỉ có một khách ở. Ngụy Trường Phúc ngượng ngùng xoa tay, nhìn về phía hậu viện, sau đó cau mày, nhắc đến cũng lạ, vị khách ở phòng số 1 vẫn chưa quay về, ta cũng không biết hắn ra ngoài làm gì. Tần Diễm nhớ mày, đã khuya thế này mà người đó vẫn dám ra ngoài sao? Nghe Tần Diễm nói, Ngụy Trường Phúc cảm thấy hơi lo lắng, à, vị khách đó cũng là một người trẻ tuổi, đã ở đây hai đêm rồi. Mỗi ngày, hắn đều ra ngoài từ sớm và trở về rất khuya. Ta cũng không biết hắn làm gì. Dù sao cũng là người xa lạ, tần diễm không hỏi thêm gì lúc này phục linh từ phía hậu viện đi tới nói tiểu thư phòng đã được dọn dẹp xong nghe vậy tần diễm đứng dậy được rồi ta sẽ đưa các ngươi đi nghỉ ngơi ngụy trường phúc vội đứng dậy tiễn khách nếu có điều gì không ổn công tử cứ sai người báo cho ta một tiếng tần diễm gật đầu dẫn theo tần hoàn và hai người còn lại về phòng số ba khi vào nhà thấy phòng đã được dọn dẹp gọn gàng chàng mới quay lại và nói khẽ, thôn này có điều gì đó không bình thường, lời của trưởng quầy cũng không đáng tin hết. Chúng ta chỉ ở lại qua đêm, các ngươi hãy nghỉ ngơi, đừng sợ. Ta sẽ phái người canh bên ngoài, sáng mai chúng ta sẽ rời đi. Tần Diễm dừng lại một chút rồi nói thêm, còn nữa, không uống nước ở đây, ta lo có dịch bệnh. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn